Hello, xin chào nhà. Em lên tiếp 12 con đồng hồ với cái điện thoại ha. Đây, con đầu tiên ha, Salvatore Marra Italy nè. Kim quạt 6 kim, bấm giờ thể thao lịch góc 3 giờ, núm vương miệng nha, size 42, niềng xoay, dây thép đúc, mới tinh luôn, đáy xoáy nha, niềng xoay, dạ quang sáng ha. Cái kim nhỏ đó là kim dây cả nhà, là dừng reset nè, bấm cái nữa nó chạy nè. Rồi con thứ hai là Tommy Hilfiger ha, của Mỹ, hàng xách tay mới nguyên hộp, 1750 bao ship nha, 6 kim, thứ ngày và 24 giờ, thứ nè ngày 24 giờ nè. Dây đầy mây vàng, size 45, khóa bấm, hàng new chưa qua sử dụng ha. Rồi con thứ ba đó là đồng hồ thông minh, con này 750 bao ship nha, kèm chỉ da. Con này size to bự nên tay phải hơn 16 mới đeo nổi, size 49 lần, 49 nhưng mà càng 54 rồi. Nút xoay vật lý nha. Đó, xoay nè, ở trong xoay nó có la bàn, có đo đường huyết, nhiệt độ, áp suất, oxy máu, tập luyện thể thao, rất là nhiều chức tập luyện, thở, nghe gọi, nghe nhạc, áp suất khí quyển, độ cao nước biển nha, có game luôn. 750 nha cả nhà, vỏ thép nha, kèm dây da, có hiển thị 24 luôn, nghe gọi, nghe nhạc. Đó, pin rất là trâu nha, rất là nhiều mặt đồng hồ để thay đổi ha. Rồi con thứ tư đó là đồng hồ của Pháp, còn nguyên tem đáy luôn đó, 1350 bao ship ha, niềng xoay 2 chiều. Con này ở trên mạng đang bán 1 triệu mấy, 1,5 triệu, 1,6 triệu mà em còn nguyên tem đáy nha, dây dài chưa cắt, mặt xanh, 6 kim, bấm giờ thể thao nè, size 42, dạ quang sáng. Con này là dòng phi công, giờ bay nè, fly timer nè, đáy xoáy, niềng xoay 2 chiều, mặt 3 lòng, kiểu như nó tính vận tốc, hướng gió gì đó của phi công. Rồi Movado ha, kính sapphire, 1250 bao ship nha, size 39, kính sapphire, 2 kim, màu ô cửa lịch, dây thép đúc, khóa bướm, dây thép đúc, khóa bướm nha. Đây, một em đồng hồ web sale luôn, 1980 bao ship nha, hàng new, full box, size 42, dạ quang sáng, mới chưa qua sử dụng, 6 kim, thứ ngày 24 giờ ha, dây thép đúc, khóa bấm, có 2 nút bấm nhanh và lịch, thứ ngày nè. Coco Wireless kim choi, size 40, 980 bao ship nha, kim choi, 1 ô cửa lịch, dây thép đúc, khóa bấm. Rồi con này hàng VIP nè, Silen, 6 kim, 5 kim, lịch ngày và kim 24 giờ. Con này em đang đeo nha, ai mua được thì mua, size 40, dạ quang cực kỳ sáng nha, núm góc 8 giờ, độc lạ, đằng sau là đáy xoáy, dây thép đúc, núm cổ chai ha. Con này em đang đeo nha, ai mua thì em bán, còn không thì thôi, em để đeo. Dạ quang rất là sáng, size 40 nha, chống nước 200 m, khóa bấm. Con này hàng new Thomas Onsor, giá mới ngoài thị trường đang là 7 hoặc 8 triệu ha. Em đang sale lỗ 1.580 bao ship ha. Hàng new nè, có cốt tay. Con này em bán dùm thôi chứ không phải vẫn bảo hành đàng hoàng cả nhà. Hàng new chưa qua sử dụng, nguyên hộp nha. Thomas Onsor size 42. Đằng sau còn nguyên tâm đáy nè, chính hãng nha. Rồi, đồng hồ thông minh dán tăng, 580 bao ship nha. Đây đồng hồ thông minh, con này là full tiếng Việt luôn, có nút xoay vật lý nha, 580 bao ship. Đó, nghe gọi nghe nhạc, đo nhịp tim, oxy máu, huyết áp, pin rất là trâu, có trò chơi luôn, có trò chơi. Đi mưa rửa tay thoải mái. Size của nó là 40, nếu đo giày 41 à. Càng này 50, tay 16 thoải mái ha. Đó. Con này thì 530 bao ship nha, full tiếng Việt, nghe gọi nghe nhạc. Đó. Có đo huyết áp luôn, có đầy đủ tính năng của mấy con 800-900 ngàn ha. Đi mưa rửa tay thoải mái, bơi được luôn, cài được hình nền. Rất đẹp, 530 bao ship nha. Con này thì 850 bao ship nha. Đó, có nút xoay vật lý, màn hình AMOLED, vỏ thép, có hiển thị 24 luôn, nghe gọi nghe nhạc. Rất là đẹp. Đó, có trò chơi luôn, 850 bao ship nha. Size 46. Rồi, con này thì điện thoại Sharp Award. Sáu inch, màn hình OLED, pin 4600 ha. Rất đẹp luôn, chip 750G 1380 ha. Con này chưa unlock nên chỉ xài wifi thôi, chứ nếu mà con này mà unlock xài sim đồ này kia luôn là 2 triệu cả nhà. Em bán 1380 nha, mới tin luôn, kèm theo ốp nha. Chụp hình, quay phim, chơi game là thoải mái luôn. Con này anh Toto gần 400 nha. Ê, 360 thì cũng gần 400 đó. Màn hình là nét ghê luôn, có chống nước IP68 luôn nha. Và họ ship kèm dây cáp cho cả nhà, còn không em để em xài. Dưới đây là rồi, em xin hết nha.